Thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng ngày càng diễn biến phức tạp. Đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, nhóm mặt hàng thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Năm 2020, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính gần 50 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Trong đó, xử phạt 10 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng và 36 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Tịch thu và buộc tiêu hủy số lượng lớn hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nhập lậu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng trị giá gần 30 triệu đồng, gồm dầu xả tóc, nước hoa, son, kem chống nắng và nhiều loại thực phẩm chức năng khác.